chị xí nha. Xí đào, xí đào. À, ok. Ok em. Bên này lưu luôn rồi. Mụn vẫn là một chỗ nắng xứ, đỡ di chuyển nhiều.
Hôm nào kêu thứ bảy nhật mưa lục là mưa cả ngày luôn hả? Không biết thì mưa thứ bảy nhật quá. 16 hay 18 báo rồi. Báo thì báo không cho mình nhưng mình ảnh hưởng. Báo vô đâu đó? Bét à. Bớt mà tiếng nhà quê đi nha bà nữa. Mưa bão miết chán đời ghê. Chụp mai ngày này không mang quá mang quá nóng chị chờ luôn sáng nhãn lạnh định mang đồ ấm rồi mà quát theo cái áo thôi chứ không là tốt mồ hộp cái đây ở đây cũng khỏe rồi nè thay đồ mấy hồi đó mà nó có đồ lạnh đâu nó ấy là nói chuyện á ấy là nói chuyện đây cũng đỡ hơn không đem đồ qua à. Ung Phương qua coi hàm răng của âm răng luôn. Hôm qua anh hỏi nó làm răng mà những cái răng trong ấy mọi người. Thằng mà nói gì rung. Ông nói mà cái mặt cũng rung luôn á. Họ nói là cái mặt họ ông rung à. Ông nói là nó cái miệng mà cái trán còn rung nữa. Ông nó còn chiến chỗ kháng hả? Cứ mỗi lần được dịch là anh chị ăn chỗ học trò mà mi đó học sẽ học mà mi đó hả học xong ra làm là học thêm là thêm đó ở mi mi qua cái ngồi tháp đó là nắng nên mà giới trang điểm là điêu đứng tại vì từ đây đến cuối năm mà xác định là không có show chậu như rồi đó đâu có ai cưới năm nay được rồi họ nghĩ là chị cũng khó vậy chị dịch đi ai biết được rồi tổ chức rồi răng là họ nhận thì cưới họ cũng mệt do họ cũng dịch họ đâu có tiền đâu nghĩ tâm lý năm sau cái khổ cái chi năm sau có bầu nó cũng hoãn cưới luôn làm tờ giấy tất tiền nhẹ có những người không được cưới mà đi ăn đám cưới sắp mặt